Tôi đọc câu kinh thánh này để cho chúng ta được sự nhắc nhở đời sống chúng ta, con người. Chúng ta đang đối diện với nhiều cái mà làm cho con người chúng ta cũng có sự lo lắng, sợ hãi, nào là chiến tranh, nào là kinh tế, rồi inflation, đủ mọi thứ hết. Thế gian cũng như có những người con cái Chúa, nếu mà chúng ta không ngước lên Chúa thì chúng ta sẽ có những sự lo lắng, sợ hãi. Đây là lời mà Chúa hứa với chúng ta: Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Amen. Hạn hán, khô hạn lớn, chiến tranh, đói kém, dịch lệ, kinh tế suy sụp, đủ mọi thứ mà con người chúng ta nghe đó là sự khô hạn. Chúa nói nếu Chúa dắt đưa chúng ta, nếu chúng ta để Chúa dắt đưa mình, thì đây là lời hứa của Ngài: làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, không phải khô hạn nhỏ. Đó là điều rất là quan trọng. Khô hạn nhỏ thì nó có thể sẽ đến bình thường. Khô hạn lớn tức là cái mà nó có thể cướp đi sự bình an của chúng ta. Làm cho cứng mạnh các xương cốt ngươi, ngươi sẽ như vườn ăn tươi. Đó là lời hứa Chúa chúng ta đấy. Chúng ta sẽ như vườn ăn tươi, một cái vườn mà được chăm sóc rất là đầy đủ, tưới nước đầy đủ thì chúng ta biết rồi, nó có sự sống, có sự tươi mát, cái cây cối nó cũng vui tươi và nó cười. Nó cười khi mà nó vui tươi thì đời sống của chúng ta cũng như vậy. Nếu Chúa là đấng dắt đưa chúng ta, ngươi sẽ như vườn đang tưới, như nước chẳng hề khô vậy. Cảm ơn Chúa, đó là lời hứa cho chúng ta. Ta dâng lên lời cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ tất cả chúng ta đi vào sự thờ phượng. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Cha, lời hứa của Ngài thật tuyệt vời đối với mỗi chúng con, dân sự của Ngài. Để Chúa yêu dấu nhất giúp chúng con, để chính Chúa Ngài đã đưa cuộc đời của mỗi chúng con trong những ngày chúng con đối diện với sự khô hạn lớn, giống như bao nhiêu mọi người ở thế gian này đang đối diện. Thì Chúa, chúng con cảm ơn Chúa lời hứa của Ngài. Lời hứa của Ngài không hề thay đổi. Lời hứa của Ngài là phải và amen. Chúng con ngợi khen Ngài. Lời Chúa yêu dấu, xin ban thần linh Ngài để đụng chạm đến mỗi tấm lòng chúng con, mở tấm lòng chúng con để chúng con đón nhận lời Chúa riêng cho mỗi chính mình, để bước đi trên lời Ngài, trên lời hứa Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng tay lên giúp đỡ chúng con trong sự thờ phượng buổi chiều hôm nay, đem lòng mỗi chúng con hướng về Chúa. Sức lực, tâm trí, cảm xúc chúng con dâng lên Chúa qua sự lời khen và chúc tụng danh Ngài. Chúa, như lời Ngài hứa, Ngài ngừng đến. Chúa ơi, xin anh ngừng đến để mọi ngăn trở, mọi đau thương, mọi tán lạc, mọi bất cứ điều gì còn ngăn trở mỗi đời sống chúng con đi vào sự thờ phượng, tán lạc và lui xa khỏi. Thì chúng con hướng trọn lên Chúa trong giây phút này, trong sự thờ phượng. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Alleluia. Chúng ta đã sẵn sàng sự thờ phượng Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta chưa? Xin hãy quay qua người bên cạnh và nói rằng hãy dâng lên lời để ca ngợi Chúa. Nên nói với người bạn bên cạnh rằng hãy dâng lên lời để ca ngợi Chúa. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa bây giờ. Với tất cả vinh hoàng, chúng con xin dâng lên.
Yeah.
Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng ta chỉ thờ một đấng là đấng quyền năng. Amen. Chúng ta đã dâng lên lời chỉ cho một Chúa là Chúa của chúng ta thôi, là Chúa Giêsu. Amen. Ai đồng ý hãy nói Amen. Amen. Chúng ta hãy dâng lên lời tiếng để thờ phượng Chúa, dâng lên Giêsu để ca ngợi Chúa bây giờ. Chúng ta hãy dâng lên, bây giờ vâng Chúa, dâng lên cha.
Praising just because you are our King. Hallelujah! You are our King, Lord. Chúa Giêsu ơi, Ngài là vua vinh hiển thay. Khắp nơi nơi, nên cả mọi nơi sẽ thờ phụng Chúa Giêsu. Amen. Không chỉ ở trong thành thờ hội thánh của chúng mình, không chỉ ở trong San Jose, không chỉ ở trong California, but everywhere, tất cả mọi nơi sẽ thờ phụng Chúa của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Giêsu là vua hiến vinh, khắp nơi nơi dâng lên muôn lời ca. Hãy hát lên lòng con giờ đây hướng.
Giê-xu, Giê-xu là vua hiến binh, khắp đại đời dâng lên muôn lời ca. Yêu Chúa, chúng con rất muốn ở với Chúa. Hallelujah. Trong chúng ta có ai đang muốn ở với Chúa, hãy nói lên Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa thật nhiều vì chúng con đã được sống ngày hôm nay. Chúng con đã được ở đây để thờ phượng Chúa. Chúng con đã được dâng lên lời ca để thờ phượng Chúa. Chúng con thật là yêu Chúa mãi thôi. Con cầu nguyện, con xin Chúa hãy ở với chúng con, không chỉ lúc ở worship mà chỉ lúc để nghe lời của Chúa, lúc để mỗi ngày chúng con ở với Chúa. Con xin Chúa hãy ở với chúng con mỗi ngày. Trong danh của Chúa Giêsu con cầu nguyện. Amen. Cho chúng con giây phút này được đến trong bàn tiệc của Ngài như lời Chúa mời gọi chúng con. Chẳng vì chúng con, chẳng phải vì chúng con tốt lành, xứng đáng hơn tất cả những con người khác ở dưới thế gian này, nhưng vì Chúa yêu thương chúng con. Cảm ơn Chúa đã chết, cảm ơn Chúa đã sống lại, cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội giờ này tưởng nhớ đến sự đau thương mà Chúa đã chịu cho mỗi chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, với sự giới hạn của chúng con, làm sao chúng con hiểu hết được, cảm nhận hết được những điều gì mà Chúa đã chịu đựng vì tội lỗi của chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến và đụng chạm đến mỗi lòng chúng con, đem chúng con đến sự nhận biết, cảm nhận được những đau thương mà Chúa đã chịu
để cho chúng con được sự tha thứ, được sự chữa lành, được sự bình an. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến hà hơi trên của lễ này, để khi chúng con nhận lãnh, chúng con sẽ được hợp thông với thân Chúa và huyết Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Khi chúng ta lên nhận tiệc thánh thì anh em chị em cũng có cơ hội để dâng hiến. Chúa được nhắc nhở cho chúng ta, Thánh Phaolô đã viết lại, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm ngày bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra và phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta nhận lấy.
cũng một thể Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hay khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta nhận lấy. Ta cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện cho sự dâng hiến. Cha ơi, chúng con cảm ơn Cha. Tình yêu của Ngài không xiết kể. Lạy Chúa, sự sống mà chúng con có được ngày hôm nay cũng là Chúa ban cho. Tất cả những gì chúng con có được trong cuộc đời tạm này cũng thuộc về Ngài cả. Lạy Chúa, trong giây phút này, cảm ơn Chúa về đời sống hàng ngày Chúa quan tâm cho chúng con. Chúa ban sức khỏe, Chúa ban công ăn việc làm cho anh em trên chúng con, để chúng con có cuộc sống tạm bợ này. Để Chúa yêu dấu chúc phước trên đời sống chúng con, sức khỏe, công ăn việc làm. Cảm ơn Chúa của lễ mà chúng con dâng lên Ngài. Chúa cũng chúc phước trên của lễ này để làm ích lợi cho công việc nhà Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Anh em chị em chúng ta cùng an tọa trong giờ này. Chúng ta lấy cơ hội chào nhau nhé. Chúng ta tìm đến những ai mà chúng ta biết ít nhất chào.